Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình đã quay trở lại với một video mới. Hôm nay mình sẽ ra đường quay về một vlog mà mình nghĩ là sẽ rất nhiều người quan tâm đến cái chủ đề này. Một lát nữa thì mình sẽ tiết lộ với mọi người biết là chủ đề hôm nay mình quay là gì nhá. Đi thôi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trung tâm của Göttingen. Vì dịch bệnh corona thế nên là tất cả mọi người khi mà đi vào khu trung tâm này đều phải đeo khẩu trang cả. Vlog ngày hôm nay mình thực hiện thì mình sẽ đưa mọi người đi tham quan xem ở Göttingen chúng ta có thể ăn những đồ ăn vặt gì nhá. Và theo chân mình đi thăm Göttingen thôi. Và địa điểm đầu tiên hôm nay mà mình muốn đưa các bạn tới đó chính là một cửa hàng dinner. Ở đây thì mình đã đi ăn khá nhiều cửa hàng dinner rồi, nhưng mà mình thấy đây là cửa hàng dinner ngon nhất mà mình từng ăn ở Göttingen này. Chúng ta sẽ vào order một cái dinner và thưởng thức thôi. Vừa rồi thì mình vừa order một cái dinner vì lệnh hạn chế trên toàn nước Đức, thế cho nên mình không được ăn tại cửa hàng dinner mà mình phải mang đi. Và chắc là tí nữa mình sẽ tìm một chỗ nào đấy để vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với mọi người nhé. Hiện tại đang là 12 giờ trưa và mình đang có mặt ở địa điểm thứ hai, đó chính là một quán trà sữa. Theo mình thấy ở Göttingen, cái cửa hàng trà sữa lúc nào cũng rất là đông đúc. Trà sữa không chỉ là một cái nổi tiếng của giới trẻ ở Việt Nam mà nó cũng rất thu hút giới trẻ ở bên Đức. Và chúng ta sẽ mua một ly trà sữa, sau đó sẽ ăn kèm với cả dinner và ngồi nói chuyện cùng nhau nhé. Và sau một hồi tìm kiếm thì mình cũng đã tìm được một chỗ ngồi để có thể thử những cái đồ ăn mà mình vừa mới order xong. Hiện tại thì dịch bệnh corona đang quay trở lại Đức với một cái cường độ khá là cao. Chính vì vậy vừa rồi chính phủ Đức đã ban hành một cái lệnh hạn chế áp dụng trên toàn nước Đức. Trong cái lệnh hạn chế này thì có một vài điều áp dụng cho các nhà hàng. Các nhà hàng sẽ không được phục vụ khách tại chỗ mà khách chỉ được phép đến mua đồ mang về hoặc là người ta sẽ vận chuyển tận nhà. Trên các cái trung tâm của các thành phố lớn ấy, thì tất cả mọi người khi đi lại đều phải đeo khẩu trang. Điều này theo mình thấy thì thật sự là nó hơi bất tiện một chút. Thế nhưng mà để đảm bảo sức khỏe cho mọi người thì đây là một cái biện pháp cần thiết. Mình thì làm trong ngành điều dưỡng, cái việc đeo khẩu trang đã trở thành một cái gì đấy khá là quen thuộc với mình rồi. Trước đây thì lúc mới đầu cái việc mà đeo khẩu trang 24/24 trong lúc làm việc nó tạo cho mình một cái cảm giác mà không được thoải mái. Thế nhưng mà dần dần thì mọi thứ đã trở nên quen thuộc hơn. Ra cái chỗ kia nó bị, cái ghế nó hơi bị dốc ấy. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái chỗ cầu thang ở ngay đằng kia để mình ngồi ăn vừa nói chuyện với mọi người nhá. Tại vì ở đây mình đặt đồ nó cứ bị rơi ấy. Ra sẽ thử mở cái dinner ra xem trong dinner có những gì nhá. Thank you.
trong này thì có mình order thịt gà này, có cà chua, có hành, có da lát các thứ rồi, có sốt mayonnaise, một chút chili rose. Trên tay mình ở đây là một cốc trà sữa Oolong. Cái cửa hàng trà sữa ở Göttingen này đã mở được khoảng tầm 2 tháng rồi, thế nhưng mà mình vẫn chưa lần nào có cơ hội để thử cái cốc trà sữa này cả. Mình sẽ uống thử và review lại cho mọi người. Bây giờ thì mình mới bỏ cái khẩu trang xuống để mình thử cốc trà sữa. Đây là một cốc Oolong tea. Cảm giác thì vị cũng khá là giống cái cốc Oolong tea mà mình đã uống ở Việt Nam, nó không có bị quá ngọt. Thông thường thì người Đức sẽ uống rất là ngọt. Theo đánh giá cá nhân của mình thì đây là một cốc trà sữa khá là ngon. And when I'm wide awake, it takes all of my energy to tell our friends we never been this happy. Mình đã vừa ăn hết một cái dinner với cả uống hết một cốc trà sữa rồi, và hiện tại thì mình đang khá là no. Sau đây thì chúng ta sẽ đi loanh quanh, đi dạo một vòng và đi chụp ảnh nữa. Bởi vì hôm nay trời nắng khá là đẹp và mình muốn ghi lại một số khoảnh khắc của cái mùa thu trước khi mà mùa đông tới. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Yeah, I'm sick of all my fake friends, and I'm sick of tying up loose ends, and I'm sick of never really knowing when. Just so I can fit in. Yeah, I never really was your friend. Yeah, that had to come to an end. Again, yeah, I'm really done. Cause I can't have fun. No, I can't have fun with anyone. Been in my room for too long, writing sad songs for someone. But now I really know how to go. And now I really know how to flow on my lonesome. Feel so wholesome. Now I feel good that I wrote some. So let me quote some. Yeah, I don't really like you, but I try to so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run. Vừa rồi thì mình đã đưa các bạn đi thưởng thức một vài món rất là quen thuộc đối với sinh viên chúng mình ở bên này. Bọn mình thì thường tụ tập nhau sau mỗi giờ học đi ăn, đi chơi rồi đi dạo. Nhất là trong cái thời tiết đẹp như hiện tại, thời gian ở trường này thì bọn mình khá là vui vì có thể gặp gỡ lại bạn bè, không chỉ là bạn bè người Việt mà còn là bạn bè từ khắp nơi trên thế giới nữa. Khi đi thực tập thì bọn mình mỗi người thực tập ở một thành phố khác nhau, thế nên là bọn mình không có cái cơ hội để gặp nhau nhiều. Và trước khi video kết thúc thì mình sẽ đưa các bạn đi ăn thêm một món ăn nữa, đó chính là đi ăn kem. Let's go. Yeah, I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Bây giờ là 1:32 sáng và mình đang ngồi edit cái video ngày hôm trước. Nhưng mà đến đoạn cuối rồi ấy, thì mình mới nhận ra là không hiểu tại sao những cái video cuối cùng mà mình quay ngày hôm ấy nó tự dưng biến mất một cách không dấu vết. Thế cho nên là mình ngồi quay lại một cái video để chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ video của mình, và hy vọng chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong các video tiếp theo. Và như thường lệ, bleib alle gesund und tschüss, bis nächstes Mal, ja? Yeah?